afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ review về cái phụ kiện sáu ống gào rít của nhân vật nhện. Đây là cái phụ kiện A. Đây, tiện đây thì mình cũng dùng cái trang phục vàng tế hoa trong shop kính cho mọi người coi. Ở cái shop kính thì trang phục S thì giá là 1.000, còn A thì là 500. Mọi người có thể là cân nhắc để mua. Chứ bộ trang phục này đối với mình thì A thì cũng ổn áp. Đó, một cái cô dâu bị vẹo xương sống. Và đây là cái bảng persona, mình mở luôn cho các bạn xem để các bạn có thể tham khảo. Nếu như mà gặp những cái trận đấu mà có rất là nhiều survival làm choáng thì các bạn sẽ nâng full điểm làm choáng lên cho mình nhé. Tụi nó tập trung càng đông thì các bạn sẽ hồi choáng càng nhanh. Đặc biệt là chơi trong chế độ 82 ấy, lên mắc cái nhánh chống choáng rất là ngon. Nó nằm ở hướng 4 giờ mọi người. Đây là tài khoản của bạn Sơn Phương Nam Lê. Rất là cảm ơn bạn có inbox cho mình mượn để mình có thể review đến cho mọi người cùng coi. Và mọi người rất là tốt, kiểu mình được sự giúp đỡ của tất cả mọi người ấy. Cho nên là thường thường thì những cái trang phục về hay là những cái phụ kiện mới đều được mọi người mở ra và mọi người inbox cho mình mượn như thế này thì cảm giác rất là trân quý. Đó, chứ làm sao mà tôi có thể một lúc mà đầu mùa mà lấy được 3 phụ kiện một lúc mà có thể là đưa cho mọi người coi được, đúng không? Nếu như mọi người rất tốt bụng, rất là hào phóng, hào sảng, cảm giác mang cho mình cái cảm giác rất là kiểu đáng yêu. Ai mà núp kỹ dữ vậy trời. Lên ga ba coi. Biết ngay mà. Trời ơi, đâu ra chị mỹ nhân nữa vậy trời. Không sao, ăn một cái ván coi như lau kiếm đi. Vậy thì mình sẽ xin phép mình xử bạn mỹ nhân luôn. Ở trong cái trận đấu này thì có 3 đứa làm choáng này, họa sĩ này, rồi chủ tế mỹ nhân. Mình thì mải coi showroom quá cho nên là mình cũng không có để ý. Không là mình sẽ bỏ bớt một cái điểm lau kiếm đi để mình lên khu nhánh chống choáng. Nhẹ thì nói chung là khi mà đi qua tơ thì tăng tốc độ tối đa là 2 tầng. Đó, khi mà các bạn đi qua tơ các bạn sẽ cột bóng rất là nhanh này, phá ván rất là nhanh. Và cho lên ghế cũng rất là nhanh. Đấy, bắt đầu không đi sửa máy ra sân si. Thấy rồi chứ đừng có núp. Trời, đánh hụt rồi kìa. Ui giời, mọi người thấy không? Rất là sục. Wow, hiệu ứng rất là đẹp nhá. Những cái tơ sẽ là một cái nốt đàn, một bản nhạc đấy. Và lát nữa nếu mà có cơ hội thì mình sẽ chói để xem hiệu ứng sao. Tôi tưởng đi lên tàu. Gì vậy trời? Khạc đờm, ui hay đấy nhở. Ui giời, đánh hết nha. Ôi còn 5 máy mà sao cứ đi ra body block vậy nhờ. Ui cái bà mỹ nhân kìa. Ui giời ơi. Mời bạn lên ghế. Dạo gần đây thì phải thú thực là cũng hơi lười. Là lười về làm thumbnail cho video. Mấy ngày nay là mấy cái phụ kiện thì còn chăm một chút. Tại vì là mình mình còn edit các thứ. Còn về cái phần mà cái gì vậy trời, không đi sửa máy. Này thì cút liền. Úi giời ơi. Còn về cái collab hay là những cái trang phục mới thường thường thì mình sẽ lấy của cái gì nhỉ, của NE ra sẵn. Cho nên là cũng hơi bị lười một chút. Nên là mọi người cũng thông cảm. Trời ơi, rất là đông vui. Thôi mình sẽ chủ yếu là giết trước mỹ nhân này nha. Gắn tơ mà kiểu đi như là con chó điên đó mọi người ơi. Rồi xong, hết phim. Hết phim rồi đó. Chạc, úi dồi hay đấy nhờ.
hết phim. Rồi bắt đầu chủ tế. Ủa cái team này nó ngộ nghĩnh vậy trời. Có chơi game hay không vậy? Ô hay. Ngộ ha. Đập ván dơ rồi xong. Cuộc sống này thế là hết. Đấy mọi người thấy đi 2 tầng không? Ui giời, rất là nhanh. Team này làm sao ấy? Giờ cứ giết được đứa nào thì cứ giết thôi, mình chả quan tâm. Bây giờ giết được mỹ nhân là phải cho lên ghế trước, còn chủ tế thì cứ để sau. Còn không thì mình cũng có thể là mình sẽ dùng 60 tơ để mình cho bạn ấy vào kén cũng được. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 và chúc các bạn có một buổi thứ 3 thật là vui nè, thật là nhiều may mắn và có thật là nhiều cái gì nhỉ, điểm tốt đúng không? Bạn nào đi học thì điểm tốt, còn bạn nào mà đi làm rồi thì làm đi. Đi làm thì chúc đạt được thành công, đạt được kết quả cao, rồi đạt cái gì? May mắn trong công việc, ví dụ như là mình làm sai nhưng mà sếp vui thì sếp bỏ qua đúng không? Mỗi công việc sẽ có những cái khó khăn riêng. Chẳng hạn như là đi ví dụ như là đi đi làm giáo viên đi. Bị kẹp giữa một bên là học sinh, một bên là phụ huynh đúng không? Chưa kể là mọi người làm sai là sẽ bị chửi nữa. Bị khiển trách, rồi là bị gì nữa ta? Bị áp lực đúng không? Bị áp lực. Nhiều khi mình làm đúng nhưng mà xảy một cái không may, làm đúng thì không sao mà làm sai một cái là thôi rồi lượm ơi, là kiểu ngày tàn của mày đã tới. Chết dùm. Ngày trước mình đi học mình cũng có thấy rất là nhiều giáo viên kiểu hiền ấy, xong bắt đầu là ui dồi, học sinh nó lên đầu lên cổ nó ngồi, tôi cứ tưởng là giáo viên đó giống như là kiểu con của tụi nó đẻ ra vậy đó, không có một cái tí gì tôn trọng cả. Ngay cả bây giờ mình đi học, nó nói chuyện với giáo viên rất là ngang hàng. Tôi không biết là kiểu như thế nào nhưng mà nhìn kiểu rất là phản cảm ấy. Giáo viên có nhiều cô mình đang học rất là trẻ, kiểu cũng ngang tuổi mình thôi, nhưng mà họ học trước thì họ sẽ làm giảng viên trước kiểu vậy. Sinh viên thì cứ kiểu đang học rất là ổn áp, cứ ngồi nói chuyện ngang hàng kiểu giống như là bạn của nó vậy đó. Cho nên là mình thật sự rất là khó chịu về cái này. Nhất là đang hôm nọ vừa học online, vô nó có chat cái gì mà sao giảng viên đang hỏi mà nó comment là sao con nói gì. Ủa nó nói gì má? Tự nhiên vô nói giảng viên vậy đó. Anh nói xà lơ. Ủa trời. Nó vô phần chat của Microsoft Team, nó nói là anh nói xà lơ. Sao con nói gì? Ủa trời gì má? Rồi không biết ai là giảng viên, ai là sinh viên luôn á. Cho nên là không biết là thân quen cỡ nào, nhưng mà kiểu như mình phải có chừng mực đúng không? Có những có một số giảng viên mà đỉa tuổi còn nhỏ hơn cả mình. Có một người mình mới biết ở gần đây, sinh thua mình 2 tuổi, nhưng mà ở ngoài mình vẫn gọi là anh bình thường, hoặc là vào trong trường thì gọi bằng thầy, chứ không bao giờ kiểu rất là tôn trọng họ. Nhưng phải kiểu anh tự nhiên sinh viên mà nói chuyện với giảng viên, anh nói xà lơ, gặp chỗ gặp tôi là tôi đuổi ra khỏi lớp luôn, chứ ở đó mà nói xà lơ là cho lơ luôn. Bởi giáo viên hiền quá cũng khổ, nhưng mà tôi sẽ hiền nha. Rồi chị chủ tế có ngóc cái đầu lên không, mình phải cam con nhỏ này không là nó sẽ đi tàu, rất là phiền. Trời ơi ngu, tới số rồi. Cái hầm ở ngay đây rồi. Bartender có tính làm gì thì làm luôn, để mình nhanh chóng là mình sẽ giã từ đúng không? Giã từ mọi người. Ủa đầu hàng vậy đi. Chứ không đi kiếm rất là mất thời gian. Và mọi người đừng chuyển kênh nhá. Mình sẽ lại thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Tăng tốc. Wow. Quá nhiều stun mà mình quên lên. Rồi và mình đang ở trong một cái tài khoản của bạn Trương Quang Dũng nha.
Ngày hôm chủ nhật mình có đăng bài thì có hai bạn inbox cùng một lúc, mà các bạn có lòng thì mình mượn thôi chứ nhiều bạn inbox quá, cho nên là mình sẽ mượn hai bạn nhanh nhất ấy. Cho nên là mọi người cho mình mượn mà mình không có mượn thì được thì mọi người cũng thông cảm nha. Nếu mà có dịp thì mình sẽ mượn sau. Wow, Hưng Sư này chơi rất là chắc tay nha. Rất là sợ free hit nhưng mà mình không có đánh. Ôi đánh hụt rồi. Xịt đi. Hiệu ứng của cái phụ kiện này rất là đặc sắc. Đó, khi mà các bạn răng tơ ra thì sẽ hiển thị ra những cái bản nhạc được hiển thị bằng nốt này. Và cái thứ hai nữa là khi mà các bạn phun tơ vào thì bên phe Slable sẽ có rất nhiều tơ nhện bám xung quanh. Và có một cái ánh sáng hào quang vàng vàng ở trên màn hình nữa. Mình không phải Slable cho nên là mình cũng không rõ về cái này. Cái này chỉ mấy bạn Slable nhìn thôi chứ sao mình nhìn được. Lúc đầu thì chê nhưng mà thấy hiệu ứng thì khá là đặc sắc, cho nên là mình nghĩ là mọi người nên mua. Mà cũng không biết là cái phụ kiện này hợp với cái trang phục nào. Trận này thì đang gặp tiên tri Skynet đây. Berserna thì mọi người yêu cầu rất là nhiều để ở đầu video. Thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ chèn vào đầu video cho các bạn cùng xem để các bạn tham khảo, để các bạn có thể là lên cái nhánh sao cho nó phù hợp. Mình thì cũng lên theo kiểu là phù hợp với lối chơi của mình thôi. Các bạn có thể linh hoạt thay đổi theo phong cách của mọi người. Có những con thì không cần thiết phải nhánh 6, nhưng mà mình vẫn cứ mang. Bởi vì là đồng đội thì nhiều khi là không có nhánh 6, cho nên là mình phải mang bù vào. Hoặc là mình cảm thấy là mình chơi con nó chắc tay thì mình cứ thử nhánh 6 như bình thường thôi. Nghĩa ra mình phải phun tơ mới đúng. Này, bo đi mà lại. Cũng lâu lắm rồi không chơi về cái bộ Hương Sư này nhỉ. Hôm nào có dịp thì mình sẽ lôi lại để chơi cho các bạn cùng xem nha. Rất là trang phục Hương Sư nhìn rất là ma mị. Rồi còn thanh niên nào nữa đâu? Không thấy gì hết. Mình vừa mới đi học tin học về xong. Đợt vừa rồi học hết 400. Đợt này lên 500 á mọi người. Má, trời ơi, không thể tin nổi. Không thèm chạy luôn. Không thể tin nổi cái giá mà kiểu rất là căng thẳng. Lên 100 ngàn là 500 ngàn. Kinh khủng. 500 ngàn một người, 10 đứa là 50 triệu. Mà 100 đứa là 500 triệu hả? Trời ơi, kinh khủng. Xây nhà lầu luôn đấy chứ trời. Nhưng mà vẫn phải học thôi. Đợt vừa rồi mình cũng học hết 400 mà nghe cái giá tiền thi ấy, nó cộng thêm vào lên cả gần 1 triệu. Nhưng mà mình cũng không học nữa. Quá khủng khiếp. Thả cái con tù nhân ra nó sửa máy kinh khủng không. Để quả này mình bling bling luôn. Chết đi. Trận này có một đứa đi cốt đơ, một đứa thì nhảy vòng rất là khó chịu. Wow, vẫn núp ở đây sửa máy. Mình khạc đờm hơi bị dơ nha. Nhưng mà không sao ạ, vẫn lủng cái đầu như thường. Trời ơi, lủng cái đầu nè. Chơi nhện thì mọi người có thể mang bling. Nếu mà muốn khống chế được nhiều hơn thì có thể là mang cắm mắt nhé. Rất là khó chịu. Nhện mà đã dính tơ mà còn thêm cắm mắt nữa thì đi bộ luôn ấy. Không còn chạy nữa. Hôm nay nhìn lại mẹ của mình thấy kiểu
bình thường Tết rất là đông vui, nhà có 4 người thì kiểu vui vẻ, ra thấy người vô thấy người. Hôm nay kiểu anh lớn đi đường anh lớn, anh em nhỏ đi đường em nhỏ, đấy là cuối cùng ở nhà có một mình. Trời ơi, nhìn kiểu đi xong rồi về check camera thấy nhà có một mình mẹ, xong rồi lâu lâu rồi tối bố đi làm về thấy bố thôi, chứ bình thường thì kiểu nhà chả có ai, nhìn lủi thủi lủi thủi. Đợt này học cũng rất là lâu, tầm khoảng đâu là 4-5 tháng mới xong, là coi như là cuộc đời này sẽ bye bye, là graduated đó mọi người. Nếu mà lần này mình có livestream chắc là cũng phải bật filter lên, để bật filter khoai tây hoặc là filter về Donald Trump để che khuôn mặt xinh đẹp này lại. Chứ mình đang ở phòng tập thể cho nên là nhiều khi không bật cam như bình thường được. Ủa đầu hàng nữa hả? Ừ vậy đi. Và nói chung là mình cũng rất là cảm ơn bạn Sơn Phương Nam Lê với lại gì quên tên là ta. À Trương Quang Dũng nha. Hai bạn đây inbox cho mình mượn để có clip ngày hôm nay. Và bye bye, chúc các bạn có một buổi sáng thật là vui vẻ nha.